Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Năm 2015, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ. Ngày 10 tháng 9 tới đây, 8 năm sau chuyến thăm lịch sử đến Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tái ngộ ông Joe Biden tại Việt Nam, cũng trong một chuyến thăm lịch sử. Lần gặp này đánh dấu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ 2014-2018 cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một biểu hiện rất tốt trong quan hệ hai nước, là biểu tượng thể hiện sự tôn trọng hệ thống chính trị hai nước. Trong chuyến thăm tháng 7 năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó dự tiệc chiêu đãi dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Joe Biden. Đó là khởi đầu cho mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ. Tổng Bí thư và ông Joe Biden có duyên với nhau. Đại sứ Phạm Quang Vinh, người chứng kiến chuyến đi lịch sử năm xưa, chia sẻ. Theo ông Vinh, chuyến thăm tháng 7, 2015 có ý nghĩa lịch sử không chỉ vì đó là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Nhà Trắng, mà còn trong chuyến đi hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Việt Nam-Mỹ. Trong đó, điều quan trọng nhất là hai bên nhấn mạnh tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chuyến thăm đã vượt trên kỳ vọng. Một là Tổng thống Mỹ tiếp Tổng Bí thư trong phòng bầu dục. Hai là thời gian vượt hơn dự kiến ban đầu. Dự kiến hai bên sẽ hội đàm chính thức trong 60 phút. Nhưng trên thực tế, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi với những nội đàm quan hệ và định hướng tầm nhìn tới tương lai để được tuyên bố chung và kéo dài tới 90 phút, ông Vinh kể. Cuộc gặp đó đã thiết lập một mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Tháng 11 năm 2020, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử. Đến tháng 1 2021, khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gửi điện mừng đến nhà lãnh đạo Mỹ. Cả hai bức điện đều bày tỏ niềm tin rằng với nền tảng đã xây dựng 3 thập niên qua, quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ một tháng sau đó, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư khóa 13, Tổng thống Joe Biden đã gửi thư chúc mừng. Tôi luôn tự hào ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ khi là thượng nghị sĩ và cũng như trong 8 năm là phó tổng thống, ông Joe Biden bày tỏ. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai bên được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư năm 2015, các bức điện hay thư chúc mừng và gần đây là cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư với Tổng thống Joe Biden dẫn tới lời mời thăm lẫn nhau. Những thứ ấy đã tạo thành một mạch trong quan hệ song phương, ông Vinh nhận xét. Sau chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam tháng 5 2016, Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam tháng 11 năm 2017. Mỗi lần có chuyến thăm cấp cao, các lĩnh vực hợp tác đều được nhân lên cả về song phương và cả về đa phương, ông Vinh cho biết. Mối quan hệ song phương đã chứng kiến nhiều bước tiến bộ kể từ năm 2015, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, một tàn dư của thời cấm vận và thù địch giữa hai nước. Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt với những lý do sau. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam-Mỹ, đó là các đời Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam. Chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ, chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam. Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trong hành trình nỗ lực chung của hai nước để thực hiện hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu trong bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ. Theo ông Vinh, thương mại Việt-Mỹ liên tục tăng qua các năm. Có thể thấy dù có sự thay đổi chính quyền giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, Mỹ vẫn xem trọng mối quan hệ với Việt Nam và có sự tiếp nối chính sách. Ngoài ra, việc giá trị thương mại tăng liên tục cho thấy tính tương hỗ giữa hai nền kinh tế và năng lực sản xuất của Việt Nam đã ngày một tốt hơn trước. Đến nay, gần như không còn rào cản thương mại nào. Từ mức chỉ khoảng nửa tỷ USD năm 1995,
Đến năm 2022, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam, vượt mốc 100 tỷ USD. Trong gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, thương mại hai nước có sự phát triển vượt bậc, hết sức ấn tượng. Năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu USD, thì đến năm 2022 đã đạt 123 tỷ USD. Thông tin từ báo Lao động, Việt Nam đã vươn lên rất nhanh chóng, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN. Cũng từ năm 2022, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với con số 100 tỷ USD. Về đầu tư, Mỹ luôn luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến năm 2022, đã có hơn 11 tỷ USD đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam. Đó là chưa kể đầu tư thông qua chi nhánh của công ty Mỹ từ các nước thứ ba. Điểm mới so với trước đây là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Mỹ với số vốn lên đến hàng tỷ USD, góp phần tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chiếm ưu tiên cao. Lĩnh vực này tiếp tục là trọng tâm, nền tảng, đồng thời là động lực cho hợp tác chung trong quan hệ hai nước. Hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực như hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển công nghiệp chế tạo. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá. Hai nước sẽ tập trung vào việc tạo nền tảng công nghệ số, hệ sinh thái bán dẫn hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm cũng sẽ được chú trọng. Lĩnh vực tiếp theo là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là điểm sáng, có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đào tạo quân y, cứu trợ cứu nạn, nâng cao năng lực hàng hải và hàng không. Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc và đặc biệt phối hợp với nhau để cùng xử lý các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.